Ok, và hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Emu Knight Journey nha. Hay còn gọi là Relic Warrior 3D. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em xoay kiếm lửa nha. Đây. Ok, kiếm lửa là cái dòng thứ ba này. Holy Light này. Những nguyên liệu của chúng ta cần gì thì sẽ là ba mảnh nha. Này, đây là mảnh 1, mảnh 2 đều có thể farm được hết, còn riêng mảnh 3 thì mua trong shop nha. Tiếp theo cần một viên sáng tạo và một viên trao, tỷ lệ là 60%. Để tăng cái tỷ lệ lên ấy, thì mình có thể cho thật nhiều sáng tạo hoặc là thật nhiều trao, nhưng như vậy thì khá là lâu. Đấy. Rồi đôi lúc cho nhiều mà đập lên còn không có dòng nữa, vậy mà thôi tốn kém quá, vậy mình cứ để 60% mà đập thôi, ra được gì thì ra. Rồi, và lúc nãy thì mình đã xoay được một cây full dòng nha, nhưng mà chỉ là đồ lục thôi chứ chưa phải là đồ tím. Mình thì thích đồ tím hơn. Đồ lục thì mình đã xoay ra từ phiên bản trước rồi, phiên bản 3.9 cơ. Bây giờ thì sang đồ tím thôi. Trời ơi, xịt mãi thế hai lần luôn. Lại xịt nữa này, ba phát liên tục xịt luôn. Rồi, tưởng ra đồ tím chứ. Rồi, mới nói ra luôn này mà không có dòng, nhìn cái là biết rồi. Khoai nhỉ.
Đập đã xịt thì thôi, đập lên mà còn không không có dòng nữa. Phun dòng. Trời ơi. Trời ơi. Chứ là toàn này. Đập mãi không ra, lúc nào cũng vậy. Vậy rồi các thứ mình đập mãi nó cũng không lên tím. Xoay chứ. Đây, chỉ được mỗi một cây này thôi. Thiếu cái dòng tăng mana khi mà giết cói, chứ thực ra tính ra cái này nó cũng full rồi chứ nhờ. 220, còn cái lục thì được 190. Bây giờ mình thử đập nó lên và so sánh với kiếm rồng lục xem bên nào sẽ mạnh hơn nha. Rồi, không xịt luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh từng loại vũ khí của DK để xem đâu là vũ khí mạnh nhất nha. Mình chưa kiếm được cái gậy kiếm rồng tím với là cái kiếm lửa tím này, nó khó kiếm quá. Đập mãi xoay mãi không ra. Đấy, như này thì các bạn thấy mình sẽ xoay tầm mấy chục lần rồi không ra. Có thể là có người xoay 300 lần không ra, có thể xoay vài lần ra, vì vậy đây là những vấn đề về nhân phẩm thôi. Mình thấy nhân phẩm hơi đen vậy mà thôi, làm cái khác cho các bạn xem như vậy tiết kiệm thời gian hơn. Đấy, nó sẽ cùng điểm qua những vũ khí của DK nha. Đấy, đây thì level 29 thì đã có kiếm dài rồi. Đấy, chỉ số thì là 62 so với 84 với lục và tím. Chúng ta cùng đeo thử xem nha.
Ok, tiếp theo thì là khoái đao. Khoái đao thì level 52 các bạn có thể học được nha. Level 52 thì có thể mang được chứ. Chỉ số của em nó thì cũng rất là ok. Nâng cao một tí thì chúng ta sẽ có chân hồng kiếm nè. Đấy. Đây thì khỏi phải nói rồi, kiếm điện một kiếm quá đẹp luôn. Và hy vọng tương lai thì admin có thể ra thêm đồ thần. Đấy. Đồ rồng đỏ mà với kiếm điện thì quá đẹp. Ok, đó là level 79. Level 18 chúng ta có cái rìu này. Thực ra thì đồ một tay thì không đồ hai tay thì không bao giờ đánh giá cao bằng đồ một tay rồi. Tức là giữa song kiếm và kiếm cầm hai tay ấy. Kiếm cầm hai tay thì chỉ dành cho người nghèo thôi. Nó hồi xưa mình em mua Origin ấy thì nó là vậy, lúc nào song kiếm thì đam nó cũng to hơn hết. Rồi có vẻ hết rồi đúng không? À, còn đây là kiếm rồng. Cái vũ khí có thể gọi là huyền thoại luôn. Và chỉ số thì là 218. Có lục nha. Và so sánh với kiếm lửa thì hai món đồ lục, món đồ nào sẽ nhỉnh hơn? Tất nhiên là sẽ là kiếm lửa nha. Kiếm lửa cần level 206, trong khi kiếm rồng thì chỉ là 106 thôi. Vì vậy mà chênh lệch đam nó cũng rất là lớn. Chắc là trong cái tầm này thì kiếm lửa nó vô đối rồi. Đấy, còn qua về kiếm robot có thể farm được từ tăng cấp 2. Xưa thì mọi người hay nói là so sánh giữa kiếm rồng và kiếm robot. Kiếm robot ấy thì cái khoảng cách giữa đam nhỏ nhất và đam cao nhất nó rất là rộng. Đấy, từ 244 đến 285 luôn. Có khi trong khi kiếm rồng thì là 208 với là 218. Mà mình thì chắc có kiếm rồng tím như vậy không thể so sánh chính xác được vì mình không có cái chỉ số thực của kiếm rồng tím hay mà so sánh với kiếm hủy diệt tím. À, nhưng mà mình vẫn nghĩ là kiếm rồng nó sẽ mạnh hơn nếu so sánh với kiếm rồng và kiếm robot. Kiếm robot thì đam mắc nó sẽ to hơn thôi, chứ đam trung bình thì chắc chắn không bằng kiếm rồng rồi. Ok, lên cao một tí thì chúng ta sẽ có những món vũ khí khác. À, ví dụ như là cái liềm này khá là đẹp. Cái này là ý thiên kiếm đúng không ta? Rồi, vào đây cặp kiếm phượng, có thể nói là cặp kiếm phượng nó có to hơn kiếm lửa không ta?
283. Ok, đây là 276 thì mình nghĩ là kiếm lửa nó sẽ mạnh nhất rồi. Mấy đồ lục thôi mà nó tương đương nhau rồi. Đấy, nếu như các bạn mà không xoay được kiếm lửa tím ấy thì bạn có thể chơi cặp kiếm phượng này nha. Đấy, đam nó khủng bố nhất rồi, nhận được những bạn mà nhân phẩm xui như mình. Và vẫn còn rất nhiều vũ khí ở trong kho của mình. Đây, ví dụ như là chùy băng này. À, mà nói chung mấy món vũ khí này thì không có gì để nói cả. Rìu. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem chỉ số nha. Cái này thì dành cho những bạn level đầu. Ok, cũng không còn gì để chia sẻ nữa. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông để thông báo những video mới nhất và đăng ký kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.